một hai ba cố lên Hùng ơi, cố lên, cố lên Hùng ơi, cố lên ngược lại ông ơi, ngược lại trò chơi. Nào. 3 2 1 bắt đầu. Đúng rồi, cố lên. Đúng à. Lên cố lên. Cố lên anh ơi. Yeah. Nhìn theo con này chóng mặt dã man luôn. Đúng rồi, 2, 1 hết giờ. Chơi quá. Nó bị dắt cái chỗ này hôm qua. Nãy tôi học cái chỗ này rồi. Khùng quá, nãy nó cũng vậy gì. Nãy tôi qua tới bên này luôn nè. Bây giờ thì để công bằng cho cái kết quả của trận chung kết này thì bọn mình sẽ quyết định đưa ra phương án là quần sushi. Ok. Một lần nữa nhá. Một lần duy nhất nhá. Okay. Một lần thứ hai. Ok. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Do bên mình đã thua nên là bên mình quyết định là nhường lại cái vị trí đắc địa ở cho bên thắng đây. Hùng đây đi, bên đây. Hùng lại là lượt cuối nè. Đi về kia đi bạn. Tiếp chứ. Lượt cuối rồi. Cuối à? Phải thua cũng được. Thua là thua luôn á. Đắc gì. Lượt này mình chơi 30 giây thôi nha. 30 giây thôi đúng không? Phải đi cho đỡ mệt. Ba, hai, một, bắt đầu. Nào chơi. À, hay quá Hùng ơi. Nữa cố lên.
Ủa Chơi ngựa ba thỏ. Oh no. Ngựa ba thỏ à? Quê tao rồi. Ngủ quê trong chiến thắng. Này thì ngược dòng, cái này người ta gọi là khinh địch.